Ok, hello anh em nha. Thì mình sẽ tiếp tục kiếp code series con này con 1.23 nha. Bây giờ anh em mở con app mình lên thì nó như này. Nhưng mà cái avatar của nó lại không đọc được ảnh ha. Lý do là sao? Tại vì hôm bữa mình test cái gọi là mình làm cái update user á, thì cái bản user của mình ấy, mình gửi lên một cái link link ảnh, nhưng mà mình gửi lên một cái link ảnh nhưng mà cái avatar này nè, cái bấm vô này thì mình sẽ xem được cái avatar của mình lúc đầu á, lúc mình tạo cái bản á thì mình lại để là blob hơn, tại lúc đầu mình định làm cái tức là lưu lưu ảnh trực tiếp vào DB luôn theo dạng blob này luôn, nhưng mà về sau thì mình lại lưu lại trên cloud hơn và lấy cái link lưu vào này, nên chỗ này nó không đọc được ảnh nè. Bây giờ mình sẽ thay vì mình gửi một cái mình lưu bằng link thì mình sẽ làm thêm một cách nữa, đó là lưu trực tiếp ảnh vào trong này luôn theo kiểu blob luôn nha. Thì mình sẽ làm luôn hai cách ha. Thì cách đầu tiên á, là lưu bằng link á, thì mình đã làm rồi trong cái bài post này nè. Trong mấy cái bài bài post này thì mình đã làm bằng cách là lưu link là đúng không? Tức là mình sẽ lấy link mình lưu trên ảnh luôn, lấy link lưu trên này mình sẽ lưu một cái đoạn, mình sẽ lưu những cái link ảnh thôi. Còn ảnh thì mình sẽ lưu trực tiếp trên cloud. Còn hôm nay á, thì mình sẽ làm bằng cách là mình sẽ lưu trực tiếp ảnh trên cái DB này luôn. Trên DB này nó sẽ là lưu ảnh trực tiếp trên này luôn, mình không phải dùng cloud nữa ha. Thì mình sẽ làm hai cách. Thì bây giờ mình sẽ sửa lại một xí cái code của mình á, để cho nó gọi là lưu được cái này trên blob nha. Thì sửa lại một xí cái gọi là user thôi anh em ạ. Thì trong này nè. Trong này nha, khi mà anh em gọi là lưu bằng lưu trên cloud thì anh em phải dùng một cái format này, gửi cái API lên cloud đúng không, để cho nó lưu trên cloud, xong rồi nó sẽ bắn cái link ảnh về, mình lấy link ảnh mình lưu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ là lưu trực tiếp trên DB thì không cần gọi API để mà lưu trên cloud nữa, mình chỉ là đưa cái ảnh này sau khi mà cái thẻ embed đúng không, sau khi cái thẻ embed file này mình lấy được cái ảnh đó thì mình sẽ là dùng cái ảnh đó để mình convert sang là byte số 4 nha. Mình đưa mình convert cái ảnh đó sang byte số 4, xong rồi mình sẽ gửi cái đoạn byte số 4 đó lưu trên DB ha. Thì convert từ file sang byte số 4 thì anh em lên gõ trên Stack Overflow nó có ha. To byte số 4 này, đấy. Thì mình sẽ là lấy một hàm ha, mình sẽ cấp một hàm mình để xem nè, mình sẽ lấy cái hàm này đi. Cái hàm này nó dùng S6 nè, async await nè, mình sẽ lấy hàm này nha. Thì bây giờ mình sẽ copy cái đoạn này thôi, trên trên xe thì mình sẽ vô until nha, mình sẽ là trong command này nè, mình sẽ viết thêm một file nữa nè, gọi là to bay số 4 nha, to bay số 4 chấm js nè. Rồi trong này á mình sẽ là export một cái hàm nha, export constructor, mình sẽ là file nè, to nè, bay nè, file to gọi là bay số 4 nha. Ok, mình sẽ là viết một cái hàm như thế này. Thì cái này á, mình sẽ là bỏ cái file vào đây đúng không, đấy, constructor to bay số 4, à cái này mình sẽ là pass luôn cái này vô nha. Rồi nó sẽ là to bay số 4, mình sẽ sửa một tí nha, nó là từ file ha, file to nha, tí nữa mình cũng sửa lại từ gọi là gì, mình đầu tiên á một cái hàm này là nó sẽ lấy một cái file file raw, file mà file ảnh á, nó chuyển sang file số 4. Tí nữa mình lấy từ DB về mình sẽ có một cái kiểu là blob ha, thì mình sẽ có một cái là to từ blob chuyển sang file số 4 nữa nha. Thì bây giờ mình trước tiên mình sẽ làm từ file cho file số 4 nha. Cái file số 4 sẽ là trung gian ha, export này, constructor này. Rồi nó mình sẽ bỏ một cái file vào thì nó sẽ làm gì, nhiệm vụ của nó là phải trả về cho mình một cái gọi là và bay số 4 nha, mình sẽ lưu lại này. Rồi bây giờ mình sẽ là qua cái đế cao này, mình sẽ import cái hàm này vô thì như thế này, mình sẽ là import nè cái gọi là file này, file to bay số 4 này ấy. Thì khi mà mình on chain á anh em, mình không phải là bắn API nữa, mình on chain nha. Bây giờ mình sẽ clear hết chỗ này nha, clear hết chỗ này. Thì khi mình on chain nè, mình sẽ là constructor nè, mình sẽ là file nè, gọi là gì, image nè, image gọi là bay số 4 nè,
mình sẽ là dùng cái file đó để mình gọi là chuyển sang thành bài số 4 nha. Thì mình sẽ dùng cái hàm là gọi gì, để coi nè, trên này nó gọi nó return ra một cái promise này, thì chỗ này mình sẽ là async này, await chứ, await một cái gọi là file to bay số 4 này, mình sẽ gọi cái hàm đó ha, để mình convert sang bay số 4 này. Thì cái này mình sẽ bỏ cái file này vô, cái file của mình là e này chấm target này, đúng không, chấm file này đấy, và mình sẽ lấy cái phần tử đầu tiên ha, tại vì mình up một file mà nên mình sẽ lấy cái phần tử đầu tiên. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử lock cái thằng này ra nha anh em. Mình sẽ lock cái gọi là image đây này, còn trên C này, còn trên V này. Mình sẽ thử lock cái thằng image bài số 4 này ra ra, có thử nó là cái gì ha. Lưu lại này. Rồi anh em đợi xí ha, cho nó gọi là compile code lần đầu nha. Khi mà nó gọi là compile xong á thì mình sẽ ra ngoài đó gọi là test cái update nha. Mình sẽ test bằng update, mình sẽ là import vô một cái ảnh ha, mình sẽ là up lên một cái ảnh. Ủa sao nó lâu ấy nhỉ? Rồi nó xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô đây, mình cũng là vô cái gọi là quản lý điều chỉnh tài khoản đúng không? Chỉnh sửa tài khoản gì đấy. Đây nè. Mình sẽ vô là cái gọi là thông tin tài khoản ha. Ông này không phải, cái này là sửa thông tin tài khoản này đấy. Thì cái chỗ avatar này á, mình sẽ là chọn một cái file khác nha anh em. Đó mình sẽ chọn một cái file để mình kích hoạt cái hàm handle sau khi on chain á, thì mình sẽ chọn cái file số 7 đi, mình open này. Đấy nó sẽ log ra cho mình nè anh em. Đấy anh em thấy chưa, nó log ra cho mình một cái đoạn byte số 4 này, 101 kilobyte này. Đấy cái đoạn này sẽ là byte số 4, nó sẽ bắt đầu bằng cái chữ data này hai chấm và loại thẻ nha. Đấy là xong, bắt đầu chữ byte số 4 và một cái chuỗi này, thì cái này gọi là một cái gọi là chuỗi bay số 4 nha. Thì anh em bỏ cái chuỗi này vô trong cái src của img á, là nó cũng render được ảnh ha. Thì bây giờ mình sẽ thử nha, sau khi mà có gọi là bay số 4 này đó, thì mình sẽ là set payload là cái avatar là bằng bay số 4 nha. Thì chỗ này ơi lộn rồi, chỗ này là chỗ respond handle submit ha. Thì bây giờ mình chỗ bay số 4 này mình sẽ là set luôn nha, set payload nha. Rồi mình sẽ xác cái gọi là pre này, previous nè, mình sẽ là trả lại những cái mà mình không muốn xác nè, còn lại những nào những cái nào mình xác thì mình sẽ là mình chỉ cần xác một cái gọi là avatar thôi, thì mình sẽ là gì, avatar này thì mình sẽ xác ra là image ha, image bay số 4 ha, lưu lại này. Rồi thì cái avatar này được xác là image bay số 4 đúng chưa. Thì cái chỗ này nè anh em, cái dưới này này, thì cái payload.avatar của mình sẽ được xác bằng bay số 4. Thì lúc mình upload ảnh lên á, thì cái chỗ ảnh của mình nó phải là cái ảnh mình up lên nha. Thì bây giờ vậy nè, mình sẽ là như thế này, mình sẽ là choose file này, mình sẽ chọn ảnh 18 này, mình upload này. Thì đó, thì chỗ này nó sẽ render ra cái ảnh 18 cho mình nè. Đó, ok không? Cái này nó sẽ là không phải tốn thời gian để mà đợi đợi nó upload lên cloud nữa, mà cái này là nó sẽ convert liền luôn cho mình thành bay số 4 và mà nó hiện ra cái này liền luôn cho mình nha. Đó đó là một cách lưu ảnh khác ha. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là đưa cái đoạn bay số 4 này lên cho cái DB này nó lưu thôi. Đó thì mình chỉ cần quăng cái đoạn bay số 4 này vô cái avatar kiểu blob này luôn nha, là nó lưu được ha. Đấy thì bây giờ mình sẽ là sau khi mà có cái API này rồi á, thì mình sẽ là handle submit nha, mình handle submit gọi là mình gọi API upload nha. Đấy thì anh em xem nè, mình sẽ bấm qua network nha. Bây giờ mình sẽ thử bấm submit nha, nó sẽ có cái gì ha. Bây giờ mình sẽ để là mấy cái này là cái thông tin cũ của tài khoản ha, nó sẽ tự động import, nó sẽ tự động điền vào cho mình ha. Ở chỗ này mình sẽ sửa lại là Facebook link nè, mình sẽ sửa thêm một cái là Facebook đi, Facebook. Rồi cái số điện thoại Zalo này mình sẽ đưa là Zalo nha. Rồi cái ảnh này thì mình sẽ là choose file này, mình sẽ chọn lại một cái ảnh khác ha, mình sẽ chọn ảnh một đi. Đó khi mình chọn ảnh một thì nó cũng thay đổi theo thôi. Thì bây giờ mình bấm submit này, đấy nó sẽ có một cái user nha, và nó để cái gì, nó kêu là request entity này to last, tức là gì, tức là cái ảnh cái data mình gửi lên nó rất là nặng, rất là lớn ha, nó quá lớn đi. Thì cái do là cái bay số 4 này nó rất là dài nên nó gửi lên nó bị giới hạn nha. Thì để mà gửi được cái bay số 4 lên thì mình sẽ điều chỉnh cái server một tí nữa,
mình sẽ config cho cái server nha. Đó, nó báo là cái request mình gửi lên nó quá lớn này, thì bây giờ mình sẽ là config cái server lại cho nó gửi được cái byte số 4 đi nha. Thì mình vô cái gọi là app ấy, cái gọi là file server nha. Chỗ này nè, anh em thêm cái gọi là JSON nha, anh em thêm cho mình một cái gọi là limit ha. Limit thì anh em sẽ thêm là khoảng 10 mê nha. Rồi, cái ở dưới cũng vậy ha. Anh em thêm một cái nữa cho mình, một cái option nữa là limit nè, anh em sẽ để là 10 mê thôi. Rồi, anh em phải config cho nó như này thì khi mình gửi byte số 4 nó không còn phải báo là quá lag nữa, tại vì cái này nó mặc định cho mình là khoảng 1 mê hay là bao nhiêu đấy mình không nhớ. Nhưng mà mình gửi quá nhiều thì nó sẽ không cho qua đó. Đó, thì khi mình config cái limit cho nó thì nó sẽ là giới hạn cho mình là 10 MB thôi. Thì chỗ này nè, khi bấm submit lại thì nó mình sẽ xem nha. Bấm submit này. Đó, thì cái user của mình nó gọi là nó không còn có gọi là báo lỗi gì nữa nha. Nó là mã code là 200 nè. Đó, và nó sẽ trả về cho mình cái backlog là updated nè. Bây giờ mình sẽ vô nha. Đó, mình sẽ vô check nè. Đó nè, thấy chưa, cái gọi là mình đã thay đổi Zalo, Facebook rồi đúng không, nhưng mà cái avatar của ảnh nè, đó nó đã lưu được một cái dạng blob và cái dung lượng, cái khối lượng là 1.9 nha, 1.9 KB nha. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ mình sẽ là dùng cái blob này nè, dùng cái blob này nè mình lấy về được á, thì mình sẽ là render ra cái ảnh lại ha, mình sẽ là chuyển sang lại byte số 4 để mình render ra ảnh ha. Thì hồi nãy lúc trước mình không chuyển byte số 4 á, mình chuyển bằng một cái link á, cái link cloud trả về á, thì nó vẫn lưu được dạng blob này. Thì khi mình lấy về á, thì mình cũng là gọi là convert ra lại cái link đấy được để mình render ra ảnh, nhưng mà nó là bắt cầm một cái là mình đã gọi là mình tốn thời gian để mình upload lên ảnh á, tốn thời gian để mình upload lên cloud á anh em, nên nếu mà đã tốn thời gian upload lên cloud và lấy được cái link về rồi á, thì mình không cần thiết phải là lưu kiểu blob nha, thì mình sẽ là lưu trực tiếp thành kiểu string luôn, là cái link ảnh luôn đấy. Nên muốn lưu kiểu blob này thì mình không cần phải tốn thời gian để upload lên cloud nữa, mình chỉ cần dùng cái hàm của JS nè, mình convert sang byte số 4 mình lưu cho nhanh ha. Thì lúc này á, khi mà mình lấy về nha anh em, đây nè, mình sẽ reload lại trang nha. Lúc này mình sẽ reload lại trang thì nó sẽ có một cái API là GetQuery nha. Thì lúc này anh xem sẽ thấy là lúc mình GetQuery về thì cái avatar của nó sẽ là gì. Đấy, mình sẽ reload lại nè. Đó, khi mình reload lại nó sẽ có một cái API là GetQuery nè. Đấy, anh em sẽ xem nha. Trong cái GetQuery này của mình á, nó sẽ có một cái gọi là avatar. Đây, avatar là tile là buffer nè. Tile là buffer nha. Đấy, cái dạng này là kiểu mình không hiểu, cái dạng này là kiểu blob nè, hay là gì, kiểu array buffer gì đó không biết nha, nhưng mà cái mình có thể dùng một cái thư viện để mình convert từ cái dạng này, tức là mình sẽ chuyển đổi từ cái dạng này sang thành byte số 4 lại nha. Thì mình làm như thế nào, thì anh em phải tải một cái thư viện gọi là, mình nhớ không nhầm là buffer thì phải, mình sẽ đợi npm nè buffer nha. Đấy, đó mà mình sẽ tải cái thư viện này về nha, để mình convert từ cái buffer sang cái gọi là byte số 4 thôi. Rồi, mình sẽ dùng cái thư viện này nha, 35 triệu được tải mỗi tuần ha, rất là kinh dị nha. Rồi bây giờ mình sẽ là tải cái thư viện này về thôi. Ok, mình sẽ cd vô gọi là client này. Rồi đứng ở đây mình sẽ tải cái thư viện buffer này vô. Còn cái gọi API upload ảnh này thì mình không dùng cái chỗ này. Đó, thì cái rồi. Đại khái là cái con này mình sẽ làm luôn hai cách upload ảnh, một cách là up lên cloud và lấy link để lưu trong DB, hai là convert file sang byte số 4 và lưu lên DB trực tiếp luôn, không qua cloud. Đó là hai cách lưu ảnh nha. Thì anh em muốn dùng cách nào thì dùng, thấy cách nào tiện thì dùng nha. Nhưng mà cái cách thứ hai, cách mình đang làm nè, lưu trên DB kiểu blob á, thì nó sẽ là bị nặng nha, nó sẽ là bị nặng cái DB của mình ha, tại vì một cái chuỗi byte số 4 rất là dài nha. Nó còn phụ thuộc vào cái dung lượng ảnh nữa, dung lượng ảnh càng lớn thì cái chuỗi byte số 4 nó càng dài ha, thì cái mình lưu ảnh lưu trên DB nó càng càng lớn ha. Nên theo mình á, thì anh em chỉ biết thôi, còn nếu mà lưu á, thì nên dùng một cái cloud bên ngoài ha, lưu trên cloud và lấy link á, lưu thì cái
trong DB nó chỉ lưu một cái đoạn tag thôi, một cái đoạn link thì rất là nhẹ ha. Rồi sau khi mình tải xong nè thì mình sẽ check trong cái gọi là bucket bucket.json này đấy, nó có một cái gọi là modify này, nó đã có một cái m rồi thì chắc chắn là trong này nó sẽ có buffer thôi. Đây thì sau khi buffer thì mình sẽ vô đây, mình sẽ là import cái buffer vào nha. Mình sẽ vô cái chỗ mà kiểu mà load là ảnh ấy, thì cái chỗ nào nhờ, nó mình sẽ có hai chỗ là import avatar đúng không, là một cái chỗ này, một cái chỗ này và một cái chỗ là bên ngoài này. Đây và một cái chỗ ở bên ngoài này, đây nè, cái gọi là cái này nè, cái ô ở đây nè, đó mình sẽ có hai ổ, hai chỗ để avatar đúng không. Thì bây giờ mình sẽ là viết một cái hàm gọi là convert từ buffer sang cái gọi là bay số 4 ha. Thì mình sẽ dùng vô tiêu ha, vô trong cái bay tu bay số 4 này mình sẽ viết thêm một cái hàm nữa, đó là mình sẽ export này một cái gọi là constr này, constr gọi là gì, buffer hả. Cái kiểu đó là blob đi, mình sẽ đặt là blob này, to này, bay 64 ha, mình sẽ là như thế này. Thì hàm này mình sẽ bỏ vô một cái gọi là blob đi. Đấy, thì mình sẽ trả về một cái gì? Thì mình sẽ dùng cái thư viện gọi là buffer thôi. Mình sẽ là import này. Sao nhỉ? Mình sẽ là như thế này. Cái buffer mình sẽ dùng một cái constructor của nó này, thằng này đi. Đấy. Đó thì dùng thằng này nha. Thì cái này mình sẽ là khởi tạo này, new buffer này. Rồi trong này mình sẽ bỏ cái bay số 4 vào. Ấy. Trong này mình sẽ bỏ cái gọi là blob vào hả? Blob vào. Đấy và mình sẽ là convert sang cái gì? Convert sang cái gọi là bay số 4 ha. Đấy, mình sẽ convert sang bay số 4, rồi mình sẽ là to string nha. Đấy, mình sẽ to string và chuyển sang hệ binary nhị phân này. Ok. Đấy, như này là đủ rồi. Thì khi mình bỏ cái blob thì sẽ trả về cho mình một cái chuỗi bay số 4 thôi. Là xong. Thì bây giờ anh em sẽ import cái hàm này vô trong cái gọi là chỗ nào mà render cái avatar ấy. Thì render avatar đầu tiên là của cái gọi là header đúng không? Ta đầu tiên thì của là của cái gọi là header rồi, header public rồi. Thì anh mình nhớ nó có một cái gọi là avatar đấy. Thì trong này nó có link này, nó có button này, class name này. Trong này mình xem là nó có lấy current không. Trong header này mà không có thì nó hơi lạ nhỉ. Từ nha, cái này là cái logo này. Cái này là mấy cái nút này. Cái nút này là nút đăng nhập, nút đăng ký này. Cái này là quản lý tài khoản, à cái này không phải rồi, cái này cũng không phải rồi, cái này là cái đăng xuất nè, cái nút này, ủa, à thì cái này là cái gì á nhờ, à cái này là cái component user ha, mẹ nhắc kỹ quá không thấy, cái này là một cái component user, thì trong này á nó sẽ có một cái gọi là src này, ảnh này đúng rồi. Thì trong này nó sẽ là current image data hoặc là cái unknown avatar này. Thì cái current data này chấm avatar nó vẫn có data nên cái nó không, nó tức là nó sẽ lấy thằng này nha, nó không có lấy thằng unknown nữa nên nó hiện cho mình, nhưng mà nó có, nhưng mà khi mà thằng src nó đọc cái sụt này thì nó không hiểu nên nó mới có trạng thái là nó hiện cái alt đó nha. Đó, nó hiện cái alt này, nó hiện cái avatar này nè. Tức là cái current.data current.data.avatar này nó không phải là undefined, nó là một cái gọi là có giá trị ha, tức là nó một kiểu blob á, nó có giá trị nhưng mà mình chưa có handle thành bay số 4 nên nó không có đọc được cái sụt này nên nó hiện alt này. Đó chứ nếu mà thằng này mà undefined thì nó sẽ hiện cái unknown cho mình thôi. Thì bây giờ làm nữa thì mình sẽ là import cái thằng blob to bay số 4 vào thôi. Mình sẽ là import nè, blob to bay số 4 nè. Thì lúc này á mình sẽ là bỏ cái thằng này vô cái hàm đó ha. Còn trên x nè, mình sẽ là blob nè. To bay số 4 nè, mình sẽ bỏ cái hàm này vô. Đấy. Mình sẽ bỏ cái hàm này vô. À cái hàm này mình phải gọi là viết một tí nữa ha. Tức là mình phải check nè, nếu mà có một cái blob á hoặc là nếu mà có cái new array buffer nè thì mình sẽ là return, còn nếu không có thì mình sẽ là return ra gọi là phone ha. Còn trên C này để coi nè, thôi mà để gì cũng được đi.
mình không cần phải sửa đâu. Đó thì mình cứ convert sang bay số 4 thôi. Nào mình xem ra coi nó có bị lỗi gì không. Ok, nó không lỗi nha nè, và nó đã render được cái hình avatar này cho mình rồi ha. Thì anh em bấm vô đây nè, anh em bấm vô cái hình này đó, thì anh em sẽ thấy cái suột ảnh của mình là một cái bay số 4 nè đấy, một cái chuỗi bay số 4 nha đấy. Ok chưa, đó anh em thấy không, lúc mình để vô nó sẽ là một chuỗi bay số 4 dài ngoằng nè đấy. Thì cái suột SLC mình vẫn đọc được ha, thì lúc này mình đã có cái ảnh avatar rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô lại trong cái quản lý tin đăng này, sửa thông tin cá nhân này, thì chỗ này mình chưa sửa ha. Ok, chỗ này mình sẽ sửa thằng này luôn, tức là khi mình update cái avatar dưới này á thì thằng này với thằng này nó phải thay đổi theo nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô cái gọi là size bar của thằng item đúng không. Chỗ này nè, mình đã bấm cái gì rồi, mình sẽ lưu lại nè, respawn này đúng không. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô size item này, nó có một cái size bar này, trong size bar này bảo đảm phải có một cái gọi là user thôi, đây nè, img này nè. Đó thì chỗ này mình để mặc định nó là cái thẻ avatar non rồi, nhưng mà chỗ này mình sẽ là có current rồi đúng không. Mình sẽ là lấy cái thằng user mình copy qua nha. Mình sẽ lấy cái thằng user này, cái suột ảnh này mình sẽ copy qua này đấy, thằng xe này mày cũng mình cũng sẽ là, nếu mà không chuyển nếu mà không có cái blob thì mình sẽ hiện anh non nha. Ok, đâu rồi cái gọi là con mở nó, cái gọi là size bar đâu rồi đây. Thì cái chỗ này nè, mình sẽ RC mình xây cứng này, mình sẽ như thế này đó, mình sẽ là convert sang cái bay số 4, nếu mà không có thì mình mới hiện thằng anon nha. Thì chỗ này mình sẽ là convert cái hàng này vô, import cái hàng này vô chứ, mình sẽ là import cái gọi là blob này, to bay số 4 này đấy. Thì sau khi mình import vào thì cái thằng avatar của Saiba mình nó cũng sẽ hiện cái hình mình sát avatar thôi. Ok nè, thì còn một chỗ nữa đó là cái component mà edit account á, thì lúc mình xác cái gọi là giá trị ban đầu thì nó đây nè, nó sẽ có cái avatar này, còn một cái avatar chỗ này nữa, tức là cái giá trị ban đầu á, khi mà mình bấm sửa thông tin cá nhân thì mình sẽ lót cái avatar của mình hiện tại á, của mình đang ở đây đúng không, mình phải lót ở đây nha. Thì mình sẽ lót như thế nào, thì cái nó là cái component edit account đúng không, thì trong này nó sẽ có một cái là img đây nè đấy. Thì chỗ này á, nhiệm vụ nó sẽ xác là cái payload nè, payload avatar hoặc là anon. Thì chỗ này mình, nhiệm vụ của mình sẽ xác cái payload avatar bằng cái giá trị ban đầu nha. Thì là sẽ xác là mình sẽ để chỗ này, mình sẽ lập blob nè, tôi bay số 4, và cái avatar blob ban đầu mình sẽ không có xác kiểu này nữa, mình sẽ xác gọi hàm hết, mình sẽ là bay số 4 nè, blob nè, tôi bay số 4 nha, mình sẽ bỏ cái hàm này vô, nếu không có thì mình sẽ để chuỗi 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 rộng thôi, để lưu lại. Thì để như này thì cái avatar ban đầu của mình sẽ là nằm ở đây đấy. Ok chưa, ok nha. Thì còn một cái nữa, tức là rồi bây giờ khi mình upload thành công á, thì nó sẽ bắn về cho mình gọi là một cái error code là không đúng không. Thì chỗ này mình sẽ check nè, if nè, respond nè, respond đúng không, chấm nè, data nè, cái chữ này mình viết sai nè, cạnh trên C này, cạnh trên V này, rồi nếu respond này, chấm data này, chấm error code này mà bằng 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 không nha, thì bây giờ mình sẽ làm cái gì, mình phải là upload lại ảnh đúng chưa, mình phải là upload lại cái gọi là cái current data này đúng chưa. Thì muốn upload current data thì mình phải làm gì, mình phải gọi là dispatch một cái hàm action gọi là get current đúng không. Thì mình kể coi cái action get current của mình viết ở đâu. Đây nè, mình sẽ có một cái action là get current ở đây. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình phải action lại nha, mình phải là dispatch một cái action là get current để nó update lại cái avatar nha. Avatar mới nhất hơn, thì chỗ này mình sẽ dispatch bằng cách là mình sẽ có một cái user dispatch ở đây đi, và một cái action thì mình sẽ là import cái action đó vô, thì mình sẽ là import cái gọi là get current đi. Đó, mình sẽ có một cái là get current này, get current mà ở trong cái action nha, đừng có lấy của thằng controller server nha, mình sẽ lấy của thằng action này. Rồi, thì chỗ này mình sẽ có action, đó là mình có bây giờ mình sẽ dispatch đó đúng không? Mình sẽ cần một cái thằng dispatch, thì mình sẽ là dispatch định nghĩa ở đây. Như này thì mình sẽ là user dispatch đi. Ok, mình sẽ có dispatch rồi, mình có action rồi, thì bây giờ nhiệm vụ của mình là đi dispatch thôi. Mình sẽ là khi mà
update thành công thì mình sẽ dispatch lại cái action là get current nha, để nó lấy lại cái gọi là thông tin mới nhất của thằng user mới update ha, thì nó sẽ render lại cho mình. Rồi khi mình submit đúng không? Rồi ok. Ok thì chỗ này á, trước khi mình dispatch thì mình sẽ là alert ha, mình sẽ thông báo là update thành công hay không đấy đã, thì mình dispatch sau nha. Ok vậy chỗ này mình sẽ là import thêm một cái gọi là swan nữa ha, swan nè. Rồi thì ở trong này mình sẽ là khi mà nó thành công á thì mình sẽ là thông báo ha. Thông báo một cái gọi là fire nè, mình sẽ thông báo một cái gọi là done ha, mình sẽ là ghi là xong nè. Hoặc ghi thành công đi. Ok chữ done cũng được ha. Chữ done đi. Rồi cái chỗ này này mình sẽ test lại cái gì vậy? Chỉnh sửa nè. Ok mình sẽ việc việc cây lên đúng không? Việc cây mình chưa bật đúng không? Ok thì chỗ này mình sẽ ghi là cái gì? Chỉnh nè, sửa nè. Thông tin cá nhân đúng không? Thành công đúng không? Rồi bây giờ cái status của nó mình sẽ để là success nè. Đấy. Thì nha, thì khi mà cái swan này file xong cái pop up lên á, nó hiện lên cái thông tin là thành công này, thì cái này mình sẽ là sau đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ là chấm đen nè. Đúng không? Thì sau đó mình sẽ làm gì? Sau đó thì mình sẽ là mới là lúc này mình mới gọi là dispatch nha. Thì lúc này mình mới gọi là dispatch ha, mình mới dispatch cái action get current để mình update lại nha. Thì cái thằng swan này bản chất nó là một cái promise luôn nha, mình có thể là chấm đen ở đây nha, hoặc là chấm cat nha, tùy nha. Thì bây giờ sau khi cái swan này xong á thì mình sẽ là chỗ này nè, mình sẽ là L nha, if L ha, để mình thông báo luôn, tức là mình cũng là thông báo là update thành công, nhưng mà chỗ này mình cũng phải có một cái là update thất bại ha. Mình sẽ là off đi, off. Rồi ok, chỉnh sửa thông tin cá nhân nè, không không thành công. Ok mình sẽ để là error nha. Mã code status là error ha. Rồi chỗ này mình sẽ lưu lại nè. Xong thì có như này là đã xong rồi đó. Bây giờ mình ra test thôi, bây giờ mình sẽ là thử nha. Như này mình sẽ là bấm vô cái console log nè, rồi bây giờ mình sẽ thử nha, đăng tin cho thuê nè, đó không có gì đúng không, mình bấm vô sửa thông tin cá nhân nó sẽ lấy hết thông tin cá nhân nó render ra cho mình. Bây giờ mình sẽ sửa cái tên hiển thị là Hiệp đi. Rồi cái Zalo này là coi như mình sẽ để là 123456 gì đó ha, mình sẽ để một số bất kỳ. Cái Facebook này mình cũng để một cái link bất kỳ nha. Đó mình sẽ để một cái gì đó bất kỳ ha. Thì rồi trong cái ảnh này mình cũng chu file này, mình sẽ để một cái file bất kỳ nha. Để mình xem trong cái hàm download, trong cái folder download của mình nó có cái file ảnh nào không. Thì mình sẽ chọn lại một cái file là sun gì này, title vậy nha, mình sẽ open này. Đó thì nó sẽ có cái hình này của mình đúng không? Thì bây giờ mình sẽ là cập nhật nha, bấm cập nhật thì cái chỗ này của mình á nó phải là thay đổi theo cái gọi là cái chữ ở trên này mình đã cập nhật nhau, thì chỗ này nó phải thay đổi theo nha. Update nè. Ok, nó không có gì hết, nó chỉ trả về cho mình hai cái lỗi thôi. Thì bây giờ mình check hai cái lỗi nha. Nó có một cái lỗi gọi là lỗi 500 nè, để mình xem thử cái lỗi 500 là lỗi gì. Fail nè, SQLite là gì đây? Bigger than à, mình up một cái ảnh nó quá nặng lên á thì trong DB nó không có lưu được nha anh em, tức là có hai tức là khi mình up một cái file nặng lên cái DB á thì nó sẽ có hai cái cửa để mình phải pass qua hai cửa đó thì mới lưu được. Cái cửa đầu tiên là cái cửa ngay cái API, tức là ngay cái cổng vào server á, thì mình phải pass qua cái cửa này thì mình mới vào được cái server để xử lý. Còn cái cửa thứ hai đó là mình phải pass qua cái gọi là limit của thằng pass qua limit của thằng bbmapin này, tức là thằng này nó sẽ là nó giới hạn cho mình lưu mỗi tối đa chỉ là mỗi lần 1 MB thôi anh em, nên mình muốn lưu một cái file lớn hơn 1 MB thì mình phải config cho nó nha. Thì mình nhớ khi mà mình config thì mình sẽ là làm như thế nào đây nè. Ở đây mình sẽ là copy cái gọi là cái keyword này nha, mình sẽ lên Stack Overflow mình search nè, đây nè, mắc allow bucket nè, đấy nè, mình sẽ còn C nha, mình sẽ là lên lên đây mình tìm nè, MySQL nè, gọi là gì, custom ha, hoặc là set nè, MySQL nè, đấy mình sẽ set nha.
đấy, how to change này, mình sẽ change cái mắc allow nha, tức là cái tối đa cho phép ấy, cái size tối đa cho phép của MySQL mình sẽ set nha. Thì bây giờ nó nói nè, change the change trong cái file là myini này, clone này, đó nó sẽ có một cái mắc allow bất kịch này, mình sẽ sửa theo cái số mình muốn nha, rồi restart lại MySQL này. Rồi ok, thì đầu tiên á mình phải off cái con sumdb mình xuống, rồi mình sẽ chọt vô cái file myini và mình thay đổi cái mắc allow bucket đúng không, mình sẽ là cần trên c thằng này nè. Rồi ok, tạm thời thì mình sẽ là off server nha, cần trên c này đó, mình sẽ off server, sau đó mình sẽ ra cái sumdb, mình sẽ mở cái sumdb của mình lên đấy, mình sẽ off cái mysql đi nha, mình sẽ off cái stop mysql đi nè. Rồi sau khi mình stop MySQL rồi á, thì bây giờ mình sẽ là chạy vô cái gọi là thư mục mà mình cài đặt MySQL á anh em. Thì ngày xưa anh em cài ở đâu thì mình sẽ vô thằng đó nha. Thì mình nhớ không nhầm thì nếu mà để mặc định á, nó sẽ nằm ở ổ C thôi. Đấy, nó sẽ có một cái sàn BB nè. Rồi, bây giờ anh em sẽ vô chọt vô cái MySQL nè. Đấy, thì trong này, trong cái bin đúng không? Mình nhớ không nhầm là trong cái bin này nó sẽ có một cái file là My nè. Đúng rồi, MyINI nè anh em. Anh em sẽ mở nó nha. Mở nó dùng cái gì, anh em sẽ dùng cái gọi là notepad để mở nha, gọi là cái open này, trong open này anh em sẽ mở bằng cái gọi là VS Code cũng được ha, hoặc notepad cũng được, mình sẽ mở bằng VS Code này, open đi. Rồi cái mai như thế này thì mình sẽ là control F ha, mình sẽ tìm cái thằng mắc allow này anh em. Đấy, khi anh em tìm anh em sẽ thấy trong này nó sẽ giới hạn cho mình là 1 MB này nè. Đấy, thì khi cái file của mình lớn hơn 1 MB thì nó không cho lưu trong DB ha, mặc dù là nó đã gọi là đã thông qua được cái cổng API rồi, cái cổng server rồi, nhưng mà lúc mà lưu lại trên DB thì nó là không thông qua. Thì chỗ này mình cũng phải sửa lại thành 10 MB nha, đó mình cũng sẽ sửa lại thành 10 MB cho nó gọi là ok ha. Đó, thì chỗ này nè anh em sẽ lưu lại nha. Rồi khi mà lưu lại rồi á thì mình sẽ là chạy lại con MySQL và mở lại server ha. Ok. Đấy, sau khi mình lấy thì mình sẽ là tắt nè, mình sẽ là chạy lại MySQL nè. Start lại nha, start lại nha. Rồi, khi mình start rồi á thì bây giờ mình sẽ tắt đây nè, mình sẽ tắt thằng này ha và mình sẽ chạy lại con server nè. Gọi là npm start nha. Đấy, mình sẽ lưu lại nè. Rồi sau khi mình lưu lại á, mình chạy con server nha, thì bây giờ á, nhiệm vụ của mình là mình sẽ test xem là cái gọi là cái mắc allow bucket này của mình đã xét thành công hay chưa. Thì mình sẽ có một cái là gọi là check nè, MySQL nha. Ok, mình sẽ là ghi check nha, thì nó trên đây nó sẽ chỉ cho mình how to check trên này nè, mình sẽ lên đây mình check ha, nó coi như thế nào. Đây, nó mình sẽ gõ cái dòng này nè, sau variable nha, line gì đây nè, mình sẽ gõ dòng này trên cái SQL ha, mình check thử là mình đã xét xong nó thành công 10 MB hay chưa. Thì bây giờ mình sẽ vô cái gọi là cái DB của mình ấy. Đây nè, cái DB phòng trọ 23 của mình nha. Đó, mình đứng ở đây, mình sẽ là vô SQL. Mình sẽ là pass cái thằng này vô, mình sẽ là control A bôi đen nó này và go nha. Đó, sau khi go á thì nó sẽ ra cho mình là cái số này, thì mình sẽ là bao nhiêu đây, cái này là đây nè, cái này là 10 triệu nha anh em, 10 triệu tức là gì, là đã được đúng 10 megabyte rồi. Nếu mà 1 megabyte thì chỉ là 1 triệu thôi. Cái này, cái số này nó sẽ tính theo cái gọi là tính theo cái byte á, cái số byte nha. Cái này là số byte này, thì 10 triệu tức là 10 megabyte rồi, nó cũng gần cỡ 10 megabyte rồi nha. Nếu mà anh em chưa xét thành công thì chỗ này nó sẽ để 1 triệu thôi. Đó, mà nó để lên được 10 triệu thì chứng tỏ là mình đã xét thành công 10 MB rồi nha. Rồi bây giờ mình đã check xong cái gọi là thành công rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ là vô lại cái thằng này nè. Chỗ này anh em sẽ để nha, chỗ này mình sẽ lưu được có gọi là 100 thôi. Tí nữa mình ra coi thử chỗ này nó sẽ lưu được tới hơn 1 MB nè. Nếu mình đó không nhầm là vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ gửi lại cái API nha. Đó, cái API này đang bị lỗi đúng không? Mình sẽ gửi lại API này, mình sẽ set up nè, đó thì lúc này nó sẽ là thành công nha. Ok chưa? Thành công mình sẽ bấm ok này, thì cái avatar bên này nó sẽ update lại cho mình nè. Ok, đó, nó sẽ update lại cho mình cái avatar này đúng không? Và cái tên của mình cũng sửa lại thành Hiệp rồi. Ok nha. Thì cái tên hiển thị chỗ này mình sửa này, thì chỗ này nó cũng đã sửa lại luôn rồi. Đấy. Tại sao nó lại sửa lại? Tại vì ở dưới này nó có một cái get current lại nè, để update lại cái thông tin này. Thì và cái user này mình đã gửi upload thành công đúng không? Đấy, mình sẽ gửi lên nè. Anh em coi cái payload này mình gửi lên bao nhiêu MB nha. Đấy, cái này mình gửi lên 1,7 MB nè, nên nó gọi là nó không lưu được trong DB là đúng rồi. Tại vì nó lớn hơn 1 MB đúng không? Thì vô cái DB check lại cái thông tin user.
Thì đó, thì chỗ này mình sẽ lưa được 1,6 mê nè anh em, tại vì mình đã xét mắt của nó là 10 mê rồi nên mình lưa được 1,6 mê thôi. Tại nãy nó là xét úp có 1 mê thôi mà không lưa được nên nó báo là lỗi rồi, nó báo lỗi thôi. Nói con mẹ gì thì líu lưỡi. Hài rồi là ok. Vậy thì hôm nay mình đã gọi là thêm một cái gọi là gì nhỉ, một cái cách để anh em gọi là một cái tùy chọn ha, để anh em gọi là có thể lưu được cái ảnh của mình trên DB nha. Thì cách đầu tiên thì dùng cái link thôi, dùng thông qua một cái cloud ha, một cái bên thứ ba, một cái cloud. Còn cái thứ hai là lưu trực tiếp thì dùng cái bay bay số tư ha. Rồi ok, hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây, thì coi như cũng là kết thúc luôn cái chỉnh sửa thông tin cá nhân nha. Thì hôm sau mình chỉ làm cái render cái liên hệ nữa là xong, mình sẽ render cái liên hệ này nữa là xong nha. Rồi vậy là coi như là xong cái gọi là phần admin này luôn rồi, thì cũng gọi là gần xong cái con phòng trọ 123 này được ha. Thì mình sau đó, sau cái liên hệ này, mình sẽ gọi là đi test cái con app của mình, nếu mà nó còn bug nào thì mình đi fix bug đó ha, cho nó hoàn thiện hơn. Ok.